Xin chào các bạn, mình là ông chuyên. Hôm nay sửa một chiếc adapter của laptop Asus. Hiện tượng là không nên lắp ra. Cái này model sản xuất tầm 2013 nhé. Mình đã đo ở đây không nên lắp ra rồi. Thì việc đầu tiên là bổ ra thôi. Bổ ra thì dễ, lấy cái que gì đục vào hai cạnh chéo này này. Đó, đục này, đục chéo vát ra đây và đây chéo phát nó một lúc nó bung luôn. Sau khi mình tháo ra đo thì con này bị lỗi đơn giản thôi, cái này thì mình khắc phục được. Nhưng chú ý cho các bạn một điều là các bạn phải lấy con tụ 400V này. Nó tích điện rất là cao, tầm hơn 3 tầm 300V. Nên là bạn nào không có dụng cụ thì không nên động vào nhé. Không nên tháo mạch này ra mà chỉ kiểm tra dây thôi. Các bạn quan sát cái đèn nhé. Sáng quắc nhá. Nên trước khi sửa các bạn phải xả tụ đi 300V ấy, nó giật cho lấy người nhá. Về cơ bản cái này thì mình sửa đơn giản thôi, nó là bộ nguồn xung bình thường. Nó không có mạch giao tiếp với laptop. Một số model nó sẽ có mạch giao tiếp với laptop thì sửa sẽ phức tạp hơn tí. Còn mình đã bắt bệnh con này nó bị đứt dây này rồi. Còn chưa biết nó đứt đoạn nào thôi. Cậu lấy đồng hồ kiểm tra thang thông mạch là ra ấy mà. Dây mát tốt này. Nhưng mà cái dây ở trong này nó đứt rồi này. Dây dương ở trong cái lõi này đứt rồi. Thì bây giờ nếu mà tinh mắt thì sẽ nhìn ở trên cái dây này xem nó bị đứt ở đâu thôi. Nhưng mình có nhìn thì mình chưa đoán được đứt ở đâu cả. Thường thì đầu này nó tiếp xúc ở đoạn đầu này bẻ nhiều. Và đoạn đầu này bẻ nhiều. Nhưng đoạn đầu này thường ít bè hơn đoạn đầu này. Nên mình sẽ cắt đoạn đầu này ra mình kiểm tra. À, may mắn là đứt ở đoạn này nhá. Không phải phẫu thuật thằng này, để mình sẽ đo thằng này. Tốt nhá. Mình đang đo ở cái đoạn giữa dây nhá. Mình hai đầu này không bị đứt đâu. Hai cái đoạn đầu này này không biết đâu mà đứt ở đoạn giữa này, thế nó mới củ chuối chứ. Tìm xem có điểm nào bất thường không. Cái đoạn dài ấy mình chia thành ba khúc thì ra đoạn này bị đứt nhé. Thôi đoạn này sẽ cho nó mất đi, còn đoạn này mình sẽ nối lại cẩn thận bằng ống ken cho đẹp. Tạm dừng nữa. Sau khi mình hoàn thiện này cũng khá đẹp đấy, mình dùng bằng ống ken thì cũng không đến nỗi xấu nhé. Đây một mối nữa này. Đây một mối này, dùng ống gen này không đến nỗi xấu nhé. Video mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong lối tiếp theo.